Tạp tăng là gì? Là những người vì quyền lợi họ đi tu. Ta sợ nhất là như vậy. Những người vì quyền lợi đi tu thì khi nào có quyền lợi họ tu, mà khi nào không có quyền lợi họ bỏ, mà khi nào gặp nguy hiểm họ chạy trước, phải không? Thì nếu mà cái tổ chức Phật giáo ta như thế thì làm sao tồn tại được? Đây là cái điều quan trọng. Đấy. Cho nên cái chúng này, nhưng mà ở trên cái tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, thì nhìn xuống là thấy cao hơn bước nữa là thấy gì? Bảo là nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ, tại Đức Phật Thích Ca mà ra đời đó, thì tất cả các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán đó, ở trong cái thế giới của Ngài đó, họ cùng ra đời một lượt với Đức Phật. Tại tinh thần Kinh Pháp Hoa đó là thầy trò sanh chung một chỗ thì lúc bây giờ mới làm đạo được. Cái này là thật, thầy trò sanh chung một chỗ mới làm việc được. Cho nên những người này đó, họ là A-la-hán rồi, họ là Bồ-Tát rồi. Cho nên cái khi mà thọ ký trong Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy rõ không? Cho nên Đức Phật nói ở trên thế gian, họ nghĩ ông A-nan là mới đi theo Đức Phật tu đây mà chưa đắc quả A-la-hán nữa. Nhưng mà Đức Phật đó là ông A-nan này đó là phát tâm Bồ Đề một lượt với Đức Phật từ thời Phật không dung. Phải không? Từ thời Phật mà không vương thì A-nan là phát tâm. Nhưng mà phát tâm Bồ Đề, hai người đó làm hai việc khác nhau, cho nên trên bước đường tu chỗ này ta thấy phát Bồ Đề tâm nhưng mà tu hành thì khác nhau. Nó khác nhau chỗ nào? Đức Phật thì hạ quyết tâm để thành Phật độ chúng sanh, A-nan thì nguyện hộ trì chánh pháp của các Đức Phật. Nhưng mà quyết tâm thì cũng thành lâu rồi. Nhưng mà tại vì Ngài, cái quyết tâm của Ngài là hộ trì chánh pháp, cho nên cái này là biên tập kinh điển của các Đức Phật. Tại vì Ngài thấy này quan trọng hơn. Cho nên các Đức Phật ra đời, các Đức Phật thuyết pháp, các Đức Phật vào Niết Bàn thì giáo pháp mất. Cho nên nếu không có A-nan mà kết tập cái tạng kinh thì ngày nay chúng ta không có kinh đồng. Cho nên công chuyện của A-nan là công chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên trên tinh thần Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy đó, tất cả các vị A-la-hán ở trong đời này đó, này ta gọi là thị hiện là họ thị hiện ra. Họ thị hiện ra đời để họ đắc quả A-la-hán. Mà đắc quả A-la-hán rồi đó thì làm gì? Để giáo hóa, phụ với Đức Phật mà giáo hóa. Cho nên 1250 người này đó, đi vào hết ở trong lòng xã hội để thuyết pháp giáo hóa. Thì ở trong đó đứng đầu đó, ta có thập đại đệ tử. Thế nên thập đại đệ tử tức là 10 người đệ tử lớn này của Đức Phật đó, mà lập hạnh khác nhau hết. Ta nói Ngài Ma Ca Diếp là đầu đà, Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ, Ngài Mục Kiều Liên là luyện thần thông, Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp, Ngài U Ba Ly là trì luật, Ngài A Nan là đa văn. Đó. Còn ai nữa? Ngài Ca Chi Viên là nghị luận, Ngài Tu Bồ Đề là giải không. Tức là như vậy toàn bộ trí tuệ của Đức Phật chia làm 10 ngánh, chia làm 10 ngánh. Thì trong 10 người đại đệ tử này đó, họ lãnh đạo 10 cái tập đoàn tăng này đó, để đi vào trong xã hội tùy duyên giáo hóa. Đây là cái sự bố trí rất là tinh mật. Người ta nhìn ta thấy đó. Chứ bây giờ nếu mà đầu đà không thì ai theo? Nên đầu đà của Ngài Ca Diếp ai theo? Mấy người làm được. Nhưng mà bỏ cái này ra thì đây là mất một cái phần quan trọng. Cho nên đó là Ngài Ca Diếp là ăn mặc phấn tảo như vậy để vào khất thực cái xóm nhà nghèo để độ những người nghèo. Mà ở trong đó có một cái việc ấy mà ai cũng biết đó, là bà già ăn mày đó, bà già mà ăn mày mà khó chịu nhất đây đó, Ngài Ca Diếp tới độ đi. Thành ra Ngài đi khất thực, nó là Ngài chuyên môn đi khất thực sống nghèo.
Nhưng mà đi tới xin một cái bà già ăn mày, bà già ăn mày xin. Cho nên bà đâu còn gì cho. Bà có một cái nấm cơm thiêu người ta bỏ đây nè. Bà kêu, thôi bà đem cúng cho Ngài Ca Diếp. Nhưng mà Ca Diếp nhận và chú nguyện cho bà này đó, mãi kiếp này bà sanh lên trời, độ cho những cái người khó độ này. Cho nên Ngài Ca Diếp là nhắm vô chỗ này. Cho nên cái hạnh Đầu Đà là một trong những cái hạnh của Đức Phật giao cái trách nhiệm này cho Ngài Ca Diếp này. Vì vậy đó mà Ngài Ma Ca Diếp đã bảo rằng đó, Ngài có một cái thân kim cương giống như là thân của Đức Phật. Cho nên Ngài ở ngoài Gò Mã, Ngài ở trong hang đá, Ngài ở trong tuyết lạnh, Ngài ở đâu đó, cũng không bao giờ ốm đau bệnh hoạn hết. Cho nên hành Đầu Đà là cho mình ăn cũng được mà nhịn cũng không sao. Ngài Ma Ca Diếp là con người đặc biệt giống như là Đức Phật Thích Ca, là đại diện cho Đức Phật Thích Ca.